Mời bạn cùng nghe cách chuẩn bị bài phát biểu đám cưới hay và ý nghĩa là một bài phát biểu ngắn gọn, chứa đựng tính thực tế của họ nhà gái gửi tới họ nhà trai khi giao dâu và của họ nhà trai gửi đến họ nhà gái khi nhận dâu. Các bậc trưởng bối đại diện cho họ tộc phát biểu rõ ràng, tự tin. Đó là một phần của bài diễn văn đám cưới góp phần làm cho ngày lễ thành hôn thêm long trọng và đáng nhớ hơn. Bài phát biểu đám cưới của họ nhà trai và họ nhà gái trong ngày cưới, đại diện nhà trai. Kính thưa cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại của hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu, trước tiên tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em của hai gia đình, bạn bè thân thiết của hai cháu có mặt đông đủ tại đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là của cháu, được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Hôm nay, gia đình chúng tôi xin phép thay mặt bên họ nhà trai, xin có cơi trầu kính dâng gia tiên bên đằng nhà gái và xin phép được đón cháu về làm dâu trong nhà tôi và về làm cháu trong họ. Chúng tôi đồng thời, gia đình tôi cũng xin phép gia đình ông và bà cho cháu được làm con làm cháu trong gia đình ông bà. Xin kính mong ông bà nhận cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại, bạn bè của hai cháu, giờ tốt đã đến. Tôi xin đại diện cho đoàn đại biểu họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà gái đối với đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi. Mong muốn rằng tình cảm mà hai gia đình dành cho nhau sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết hơn. Sau đây xin phép các cụ, các ông, các bà, anh em nội ngoại và các bạn của hai cháu, họ nhà trai chúng tôi được đưa cháu về gia đình ông và bà để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính mời các cụ ông, cụ bà cùng bạn bè của hai cháu về dự tổ chức với họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Mẫu số 2, trưởng tộc đại diện họ nhà trai, phát biểu. Kính thưa các cụ ông, cụ bà cùng các anh chị em nội ngoại hai bên gia đình nhà trai, nhà gái. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quan khách cùng bạn bè thân thiết gần xa của hai cháu A và B. Tôi tên là C, là của cháu A, xin đại diện cho họ nhà trai. Kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em, gia đình họ hàng nhà gái cùng với bạn bè, quan khách gần xa có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng và chúc cho hạnh phúc của hai cháu A và B. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, được sự chấp thuận của hai bên gia đình, tôi xin thay mặt nhà trai có cơi trầu kính dâng lên gia tiên họ nhà gái và xin được phép đón cháu B làm dâu trong gia đình và làm con cháu trong họ nhà trai chúng tôi. Xin kính mong ông bà và họ nhà gái nhận cao trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi. Đại diện họ nhà gái phát biểu. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại của hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu, trước tiên tôi xin đại diện cho họ nhà gái kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em của hai gia đình, bạn bè thân thiết của hai cháu có mặt đông đủ tại đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và kính thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị và các bạn của hai cháu, trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu và được sự nhất trí vun vén hạnh phúc của cha mẹ hai bên đồng ý cho các cháu được xây dựng hạnh phúc trăm năm, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cho hai cháu đăng ký kết hôn. Hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có cơi trầu trước hết kính gia tiên ông bà, nhà gái và xin phép đón cháu về làm con dâu. Tôi xin thay mặt gia đình nhà gái nhận cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chính thức nhận cháu A làm con rể ông bà, làm cháu dòng họ chúng tôi, đồng thời cho phép nhà trai đón cháu B về họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe các ông, các bà, các anh,
các chị và các bạn thanh niên nam nữ của gia đình hai bên. Chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta ngày càng bền chặt. Chúc cho buổi hôn lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc hai cháu A và B trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Bài phát biểu của đại diện họ nhà gái trong lễ ăn hỏi. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh chị em quan viên quan họ, ông bà thân sinh cháu A, chủ rể, cùng toàn thể quý khách và bạn bè của hai cháu đã đến đây chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu A và B. Tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu như sau. Hôm nay ngày vui của hai cháu A và B, tôi xin chúc phúc cho hai cháu mãi yêu thương, chung thủy bên nhau. Ông cha ta có câu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Cháu B nhà chúng tôi nay đã đến tuổi cập kê. Sau một thời gian tìm hiểu giữa cháu A và cháu B, thì nay nhờ ông Tơ và Nguyệt Xe duyên, hai cháu đã được hai bên cha mẹ chấp thuận cho hai cháu về lập gia đình. Tuy cháu đã lớn, những kinh nghiệm sống còn rất nhiều non kém, còn phải được bậc sinh thành hướng dẫn, khuyên bảo để cháu được trưởng thành hơn. Gia đình chúng tôi xin được nhận lễ hỏi và gửi gắm cháu cho gia đình ông bà thông gia, nhờ ông bà dạy bảo, nhắc nhở cháu để cháu trở thành dâu hiền, con thảo và người vợ đảm đang cho gia đình. Tôi xin đề nghị toàn thể quý vị cầm ly để chúc mừng cho hạnh phúc hai cháu. Trích nguồn từ trang web tạp chí Cưới Hỏi. Cảm ơn bạn đã quan tâm.